À, như vậy là chúng ta đang nộp bài rất tốt, nhưng mà cái trình bày chúng ta viết nó chưa được tương ứng. Ví dụ như cái ma trận này ở đây như thầy lấy ví dụ này nhé, không có ý chê, nhưng mà đây là do, có thể là do chúng ta quan sát máy nó nhanh, chúng ta không kịp viết. Các em phải ghi cái chỗ này, ví dụ như bạn này viết K11 này thì nó phải ở dòng giữa, nó ở dòng giữa, hình dung nhau. Thì cái tiếp theo cuối cùng cũng phải ghi ở dòng giữa. Đấy, giữa dòng tức là làm thế nào để cho nó cân xứng, nhưng mà chúng ta ghi thế nó chưa chuẩn. Đây này, chúng ta nhìn thấy nó ghi ở giữa này thôi. Đấy, nếu nó có ba dòng thì anh ấy nó nằm ở giữa này, nhìn chưa? Đấy. Mình ghi mới bị lệch. Cái này thì nó không khó, nhưng mà nó nói chung là nó cũng khá phù hợp với trắc nghiệm. Cái này trắc nghiệm thì làm chúng ta làm cũng khoảng trong vòng 2 phút là phải xong, đúng không? Trong vòng 2 phút là xong, 2 phút, trong vòng 2 phút mà xong là bài này là ổn. Nhưng mà làm 1 phút thì ngon quá, nhân siêu nhanh. Em phải Phải chuộc chuộc ngon ngon. gửi qua máy tính cho thầy Ừ, lâu gửi đi, gửi đi, gửi đi để lắm. xem làm thế nào, xem trình bày thế nào. Gửi thẳng vào cái chat hả thầy hay là gửi Đấy, gửi các bạn nó đang gửi ở đây này. Đây này, các bạn đang gửi đây này. Đây này. Đấy. Đây là bài trên này, bài dưới của bạn này này. Như thế thì chúng ta phải cả thầy cả trò cùng làm việc thì nó mới thành công được, chứ còn nếu mà không là nó chả có tác dụng gì cả. Thầy cứ chăm 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 chữa, trò cứ ngồi chăm chăm chép, thậm chí còn không thèm chép. Như thế thì học cái môn này nó vứt. Thầy giáo hướng dẫn thì sau đó chúng ta phải làm nó mới chuẩn được. Tiếp tục nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu số 36. Tìm tất cả các giá trị của A và B, ABCD sao cho A và B giao hoán. AB giao hoán là thế nào? A và B giao hoán ấy, thì thầy giáo hướng dẫn sau đó các em làm nhé. AB giao hoán là thế nào? Tất nhiên là chúng ta không nói về phép cộng ở đây, tức là phép cộng thì lúc nào nó cũng có A nhân B bằng B nhân A rồi. A cộng B bằng B cộng A rồi. Đấy. Thế bây giờ nó nói giao hoán là A nhân B phải bằng B nhân A. Đấy, tức là nhiệm vụ của chúng ta từ đây rồi. Ơi. Bài trước các bạn em thấy các bạn có ra kết quả là cả cả một nữa, À. nhưng sao anh một một đi được. Thế mình thế ra là mỗi người một đáp số à? Chẳng nhẽ bài này thì bắt phải thầy kiểm tra lại. Xem nào. Hình như ô phương trình này. Ô rồi, ta phải thử vậy. Ô thì đơn giản thế mà giải nó vẫn ra cũng nhầm. Được rồi. Chốc là mình ghi lại đại là số vào trong bài để sau này đỡ mất công làm lại. Nhân luôn nhá, hai là nhân bình tĩnh. Thì cái con đầu tiên chúng ta sẽ là nhân ra là k cộng 1 đúng không? Của cái thứ nhất, cái thứ hai là k này cộng 0 cộng 2 là k cộng 2. Xong cái thứ ba thì là âm 1. Đấy, xong là nhân với k mới lại 1 với 1. Cái này bằng 0. Thì chúng ta sẽ được là k k nhân với k cộng 1 cộng với k cộng 2 nhân với 1 trừ đi 1 bằng 0. Ta triển ra như vậy k bình phương cộng với lại 2k. Ủa được chưa? Có nhầm chỗ nào? Như này có đúng nhỉ? 2k Đúng không cộng mà 1. thầy, tách cái hai chiều ngoài bằng bằng cộng một vậy ạ? Đúng Đúng rồi mà thầy, thầy. Đúng rồi cộng một gì? là sao? Thế thì có một Vâng. một nghiệm kép k bằng trừ 1 thôi.
Thế Cao bằng sao cộng cộng trừ trừ 1 một mà mà thầy. thôi? Sao cộng trừ Một 1? cộng một vào thì bằng À, hai bằng không một mà một cho một đúng không? có tính thiếu nào không? Thầy giải tối giản là gì nữa à? Thế như thế là đúng chưa? Tương cao bằng có nghĩa kép càng trừ Đúng một đúng rồi, không? cao bằng trừ một ạ. Cao bằng Rồi. trừ một. À, rồi phải ghi đa số ở đây. Ghi đa số ở đây không à? Bài trên. Bài cái bài trên cùng ấy thì mình ra được là bao nhiêu nhỉ? Cái câu thứ nhất của là ra k bình phương cộng với 12k cộng 20 bằng 0 đúng không? Nên là nó sẽ tương đương với k bằng trừ 2 hoặc là k bằng trừ 10. Rồi, thế còn cái hệ thứ hai thì chúng ta sẽ dẫn tới được là k bình phương cộng 2k cộng 1 bằng 0. Như vậy nó có nghiệm kép là k bằng âm 1. K bằng âm 1. Rồi, phải lưu lại ngay. Cho nó tao đỡ mất công. Thực ra cái này là hồi trước thầy làm hết rồi, nhưng mà máy của thầy nó vào đúng vào tháng 7 nó bị bit locker là toàn bộ cái ổ cứng bị khóa, đáng nhẽ là xử lý bình tĩnh thì cái thầy mình nhờ cái hộ thầy lại format lại luôn, thế là mất hết, không làm gì được nữa. Thế là bao nhiêu cái soạn rất là hay về đại số tuyến tính giờ lại phải soạn lại. Tất nhiên soạn lại bây giờ thì nó lại có nó còn hay hơn cái cũ, nhưng mà vấn đề là mất thời gian. Soạn lại hay hơn cái cũ luôn nhưng mà nó mất thời gian. Đấy, ghi ngay đa số rồi cho đỡ mất công làm lại. Còn này còn đáng nghe cũng phải ghi ra này thôi. À, thế bây giờ đây thầy đang nói dở cái chỗ chuyện là giao hoán. À, giao hoán thì là a nhân b bằng b nhân a. Mình phân tích cái định nghĩa là a b giao hoán thế nào. Hai ma trận a và b được gọi là giao hoán. Khi và chỉ khi a nhân b bằng b nhân a. Chứ phép cộng mà nó cùng cấp như trong bài này thì bao giờ cái này nó cũng bằng rồi. Chả giải quyết được cái gì cả. Đấy, cho nên là cái điều kiện ở dưới này. Vì thế căn cứ vào đây thì chúng ta sẽ suy ra là a như vậy là chúng ta phải tính, chúng ta phải đi tính a nhân b và tính b nhân a. Đây là bước 1. Và bước thứ hai chúng ta cho a nhân b bằng b nhân a, chúng ta sẽ được cái hệ phương trình gồm bốn phương trình, hệ gồm bốn phương trình đúng không, và từ đó chúng ta sẽ tìm được a b c d nhỏ. Đấy, cách giải của nó như thế, xin mời các em làm đi. Nhá. Cho a nhân và b giao hoán khi và chỉ khi a nhân b bằng b nhân a. Như vậy các bước làm phải là tính a nhân b và b nhân a, sau đó chúng ta sẽ cho ab bằng b nhân a và chúng ta sẽ được hệ bốn phương trình bốn lần, hệ gồm bốn phương trình bốn lần, chúng ta giải ra là xong. Đề bài chúng ta có hết rồi đúng không? Đây đề bài đây. Chụp lại gửi để phải trong tình huống nhiều bạn không kịp cái file thầy Tùng thầy đưa ở trên đấy rồi, nhưng mà chúng ta sợ các em vì lý do nào đó mà bây giờ vào không kịp để đau nữa thì thầy đã gửi cho. Học cái này cũng có cái hay mà. Đấy, nào đi, rồi bây giờ thầy đánh một cái đoạn vừa nãy là cái điều kiện a và b giao hoán đúng không? Đề bài thì tao gửi các em rồi, các em cứ thế làm thôi. Để soạn vào đây hai ma trận a b BA. Do đó ta phải làm các bước sau. Bước 1. Tính các ma trận tích
AB và BA, đấy các em phải tính. Bước thứ hai. Cho AB bằng BA. Đã làm giống như mấy bài đầu ấy, chúng ta sẽ ra được. Là được một hệ bốn phương trình bốn ẩn ABCD. À, bước thứ ba là giải hệ phương trình này, là chúng ta kết luận là xong. Đấy, giải hệ phương trình này và kết luận, đấy là bước 3. Các bạn đã giải xong đấy, mình phát huy tinh thần. Những bài nó ngắn ngắn này người ta cho trắc nghiệm nó rất là phù hợp, mà nếu mà mình làm tốc độ chậm quá là hỏng nhá. Ô nhân nhân đồng chí nào làm cộng đi. À trên kia à, lúc đầu làm nhầm rồi. Cái cộng không bao giờ nó bằng nhau nhé, đừng không bao giờ làm cộng mà làm nhân đấy, đại ý là như thế, nó đơn giản. Chà, như vậy cái này cái bài 23 26 thì nó có hai ý. Một ý là A và B giao hoán, một ý là A và C giao hoán. Rồi, như vậy bài 36 ta đã làm xong. Bây giờ tiếp tục bài 37. Bài 37 hãy chỉ ra một cái hai ma trận A và B cỡ 2 nhân 2 sao cho A cộng B nhân với A trừ B khác khác A bình trừ B bình. Ê, quái hoàng. Thực ra là như này, thực ra là chúng ta sẽ sử dụng, đúng ra là chúng ta phải khai triển cái ở dưới trước. Cái dụng ý của người ra đề này thì nó khác, tức là anh phải chỉ ra một cái ví dụ để chứng minh rằng là cái này nó không phải lúc nào nó xảy ra. Đấy. Thế nhưng mà tức là ý định của người ra đề nó là như thế. Sau đó thì cái câu thứ hai là nó lộ ra là chính là để cái cách để chúng ta làm cái câu thứ nhất. Đấy. Nó bảo là biết khai triển ra như thế này thì chúng ta mới đoán là khai triển ra chắc nó phải khác cái này thì nó mới gọi khác, chứ nếu mà nó luôn luôn bằng như thế thì còn nói chuyện quái gì, đúng không? À, như vậy là chúng ta sẽ làm đúng như mà thầy giáo vừa nói ở trên. Thế thì trong cái phần tính chất phép nhân ma trận ấy, chúng ta có cái tính chất sau đây chúng ta nhớ lại, đó là A nhân với B trừ C thì bằng AB trừ AC. Nhớ lại xem có tính chất này không, nếu có thì ta áp dụng, có đúng không? Rồi như vậy ta áp dụng như sau nhé, ta có A cộng B đóng mở ngoặc nhân với A trừ B, em coi như cái con này là con chữ A, như vậy nó sẽ bằng A cộng B nhân với A trừ đi A cộng B nhân với B. Đấy, tính chất ở bên phải đấy, nó vừa nhắc lại này. Ừ. Thì bây giờ xin mời nhân tiếp ra Trần Đức Đạt nhân tiếp.
Em thấy là bằng A bình cộng BA trừ đi Trừ đi gì? trừ đi AB Ừ. trừ B. Đúng rồi. Đấy, đấy, đấy là ý thứ hai đấy. Thế bây giờ mình mới nhìn ngược lại để ý thứ nhất một chút, thì cái con này nó là A bình trừ đi B bình cộng với BA trừ đi AB, đúng không nào? Như vậy muốn thỏa mãn được cái câu thứ nhất ấy, thì rõ ràng là nó phải có cái điều kiện cho là cái đuôi này bằng không thì mới được, đúng không? Thế bây giờ nó đang bảo là tì chỉ ra cái hai mặt trận A cỡ này sao cho nó khác khác, tức là chúng ta phải đi, ta phải chọn cái mặt trận AB cỡ 2 nhân 2 sao cho A nhân B là khác B nhân A. Nếu các em để ý thì có phải là có một bài chúng ta đã từng làm cái này đúng không? Còn nhớ bài đấy là bài nào không? Có một bài chúng ta vừa làm xong ma trận A và ma trận B trong giờ ngày hôm nay thôi. Là A nhân B là nó khác B nhân A. Thế thì chúng ta lấy đúng cái cặp ma trận đấy ra là chắc chắn nó sẽ không thỏa mãn yêu cầu ở câu số 1. Đấy. Thì các em lấy cái con trong này chúng ta đã có một câu đâu rồi, A nhân B, B nhân A, cô chết rồi, nó là đâu nhỉ? Hay là chọn A, cái đấy hình như ở trong giờ lý thuyết, trong giờ lý thuyết, trong giờ lý thuyết đâu rồi, trong giờ lý thuyết chờ giáo viên. Đây, đây 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 bài vừa đây chính cho bài này đấy, cái bài này trong giờ lý thuyết đúng không, chúng ta lấy a nhân b, à đây bài đây, a nhân b và b nhân a thì rõ ràng là gì ạ, là nó khác nhau, nó khác nhau sao biết, nhân thì biết đấy, cho nên là các em lấy luôn con a là con này và con b là con này, thì a nhân b nó khác b nhân a đấy. Rồi như vậy là thầy giáo hướng dẫn đây, chúng ta lấy đúng những con vừa nãy a nhân b và b nhân a, sau khi tính toán được xong rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy được là nó khác nhau, khác nhau thì cái đẳng thức này nó không xảy ra. Như vậy là câu thứ nhất được giải quyết xong, câu thứ hai giải quyết từ trước. Thế còn câu thứ ba, câu thứ ba nó bảo là hãy tìm điều kiện để cho, tìm điều kiện để cho hai thằng nó bằng nhau, tức là a cộng b nhân với a trừ b bằng a bình trừ b bình, điều này là tương đương với a bình trừ b bình cộng với ba trừ ab bằng a bình trừ b bình, và điều này là tương đương với b nhân a trừ a nhân b, không phải bằng không đâu nhé mà là ma trận không, mà điều này là tương đương với chuyển vế sang BA là bằng AB, điều này là tương đương mà A và B giao hoán. Đấy, đấy là câu thứ ba, điều kiện của nó A và B giao hoán. Cứ chọn được A, B giao hoán với nhau thì là chúng ta sẽ có cái kết quả A cộng B nhân A trừ B bằng A bình trừ B bình. Bình thường là không có cái chuyện đấy. Bình thường nó phải bằng bằng cả cái cụm ở trên cơ. Đây này, bình thường nó phải bằng cái này này. Đấy. Rồi, như vậy bài này được giải quyết xong. Được chưa? Cả ba ý ngon lành phải. Nhá. Như vậy là cái cách thứ nhất là cái bước câu thứ nhất chúng ta tự làm. Còn câu thứ hai thì thầy giáo vừa mới viết rồi. Cần thiết thì thầy giáo đánh máy lại. Tính những A, B với BA chúng ta sẽ suy ra kết quả. Nếu bây giờ còn cái câu B của nó, câu B của chúng ta thì chúng ta sẽ là lấy hai cái ma trận này, nhắn cái gì đây, tính A, thực ra là tính A trừ B nhân A cộng B và tính A bình trừ B bình, chắc chắn nó khác nhau,
chắc chắn nó khác nhau nhé. Cái này các em tự tính. Sau đó thì bây giờ cái câu thứ hai thì chúng ta sẽ khai triển là a cộng b nhân a trừ b. Bữa thầy giáo viết tay bây giờ đánh máy lại nhìn cho nó ngon lành phẳng thì sẽ bằng là a cộng b. Sau này có nhiều bài các em phải bắt chước thì nó làm đấy. A trừ đi a cộng b nhân b, dùng cái chất phân phối nên tung ra a nhân a là a bình trừ đi ba cộng trừ đi ab cộng trừ tiếp b bình, như vậy là nó sẽ bằng a bình phương trừ đi b bình phương cộng với tổng của ba trừ ab. Đấy, đấy là câu thứ hai. Còn ý thứ ba thì là hai con này nó bằng nhau như vậy khi nào a cộng b nhân a trừ b sẽ bằng a bình trừ b bình phi, và chỉ phi cái đuôi đằng sau này bằng không, ma trận không. A b bằng ba, tức là a và b giao hoạt xong. Lưu lại. Rồi, như vậy bài này đã trình bày và đánh máy xong. Tiếp tục. Cái này thì chúng ta phải tự tính thôi. Bài 38 các em tự làm. Tự làm. A nhân B cộng A nhân C à, ý của nó là thế này. Rồi từ từ, mục đích của bài này thì như vậy, như này chúng ta sẽ làm cái bài 38 thì chúng ta sẽ như thế nào, tưởng cái gì tìm anh em B anh em C có bằng nhau à? Có gì ừ. không? Ô tốt quá, đồng chí nào vừa nói gì nhỉ? Thế thì nhận đi. Không, tức là em chưa hiểu ý của cái người ra đề này. Tất nhiên làm như của em là bình thường, không vấn đề gì. Tức là em với cái câu 1 thì em làm bình thường là em lấy A nhân với B. Rồi, xong lấy A nhân với C thì em cộng lại. Tất nhiên thầy không nói cái đấy là sai, nhưng mà tuy nhiên chúng ta để ý nó chung nhau con A, đặt con A ra ngoài thì nó là B cộng C. Hai ma trận cộng bao giờ nó nhất nhanh hơn là nhân ma trận. Đấy. 1 3 này trừ 1 2 này, hai thằng kia cộng với nhau. Cộng với nhau thì cứ thế mà lấy mà cộng cho nhanh. Đây, con này cộng con này 9 trừ 2 dương 4 dương 2. Bây giờ nhân thì nó nhanh hơn chứ. Chắc chắn là phải nhanh hơn cái kia, chắc chắn là phải nhanh hơn cái kia. Cái kia là a nhân b một lần thứ nhất, b nhân c a nhân c lần thứ hai, xong là cộng lại với nhau ba lần nhé. Còn thế này là gì? Như này là chúng ta chỉ lấy a cộng b cộng với c, sau đó nhân với a có hai lần thôi, đương nhiên là phải nhanh hơn. Có hiểu ý em nói nhỉ? Đấy. Thế như vậy là thừa thắng chúng ta xông lên, chúng ta tính nốt cho thầy cả câu thứ nhất và câu thứ hai trong thời gian các em tính thì nó sẽ được danh tiếp. Tính tiếp đấy nhá, tính theo cái kiểu này là nó ít thao tác hơn. Nó ít thao tác hơn. Bình thường là ta lấy a nhân c xong lấy a nhân với b xong là cộng lại ba lần. Trong khi ta lấy b nhân với c sau đó ta lấy a nhân với tổng của hai thằng này chỉ có hai lần thôi. Hai lần nó sẽ nhanh hơn ba lần. Bây giờ thì nó gọi mã sinh viên cho em, nếu mà có thì chúng ta thưa, sau đó chúng ta đọc cả họ tên nữa. 31486. Ba một bốn tám sáu Nguyễn Thành Long vắng. 31804 Đúng không ạ? Di Hùng.
Nguyễn Tuấn Tuấn Hùng Hùng ạ. ạ. Vâng. Tức là đường truyền của nó nghe không rõ thì nó phải hỏi lại. Tiếp tục. 31927. Có buổi chung 32367. 32367. 32367 Lưu Hoàng Nam vắng. Hình như bạn này nhắn xin được đi tiêm tiếc gì. Để chắc bạn xem lại. Tiếp tục. 32581. hỏi ạ, như hỏi mình ạ. Rồi. 33134. Có mấy tuần chưa? Và 33546. Có chị ạ. 34627. Có chị kia ạ. Và 35228. Có Lê Khả Quân ạ. Và 35345. Ba năm ba bốn năm. Ba năm ba bốn năm Nguyễn Quang Trình vắng. 34684 84. À 356. Ừ đúng rồi, 35684 quá. 35684 Vũ Đức Khoa vắng. 35930. Em thấy có thầy ơi, 35684 ạ. Và rồi. 35930. Có cho tôi 37009. 37009 Phạm Xuân Trường vắng. 37075. 37075 Đỗ Minh Chiến vắng. Để xem những bạn này là bạn nào đó. Nhắn cho thầy từ lúc trước xin vắng đi tiêm. À đấy Lưu Hoàng Nam, đúng mình nhớ chuẩn luôn. Lưu Hoàng Nam. Ba bảy bốn bảy tám có vua mày và 37672. có trường mày 37852. có là đôi 38163. 38163. 38163 Đàm Thanh Hương vắng. 38253. Nguyễn Hoàng Lương có. Và 38388. Phan Thanh Long có. Và 38476. Nguyễn Công Hoan có. Và 38520. Mai Văn Mạnh có. Và 38659. Có Phạm Trung Nguyên. 38891. 38891 Nguyễn Mai Việt Hoàng vắng. 38893 có và 38911 có Vũ Tiến Dũng 39728 có Nguyễn Thái Phúc 39769 có Đại Trọng Hưng ạ. 39985 39985 Nguyễn Thị Kim Ánh vắng. 40202 có Trần Hải Phong 40834 có Đoàn Minh Đăng và 40935 có Mai Văn Hoàng ô Mai Văn Hoàng với Mai Văn Mạnh như kiểu là hai anh em sinh đôi ấy nhỉ đúng không không Yeah.
40953. Dạ có luôn mình ạ. Ở nhà thầy có hai chị em sinh đôi mà mãi mình không nhận ra mặt, cứ nhắc nhắc với nhau. Nhà nó vào nhà thầy nó học thêm. 41008. Có, đúng bên bách. Và 41087. Có, Bùi Đức Tâm ạ. 41156. Có, đúng không nhỉ? Và 41246. Có, còn bắt đầu bách. 37258. Có, đồng Mạnh Hùng. Rồi. À, Hùng vào sau rồi học đọc học có hiểu không em? Dạ có. Thế tốt rồi. Thì em phải xem lại mấy cái video bài giảng của cái tuần trước. Dạ vâng, sáng sáng nay em xem một bài phần thôi ạ. Ừ. Nó thế này. Ơi. Em vừa đi vệ sinh tí thầy cho em được anh. À, đọc mã sinh viên. 37075. 37075. Đỗ Minh Chiến. Mà mới vào á hay là gì? Em đi em bắt đầu em vừa đi ra ngoài. Thầy đọc qua. Không chưa kịp. Được rồi. Thế như vậy là chúng ta xong được cái ý thứ nhất và cái ý thứ hai thì nó tương tự đúng không? Ý thứ hai chúng ta sẽ làm thế này. AC cộng với BC chúng ta xoáy nhau chung con C. Nó ở bên nào phải đặt đúng bên đấy không là sai đáp số đấy. A như này. C. À, như vậy chúng ta hả? Em thấy cái này nó hơi quan trọng thứ tư. Ồ, quan trọng cực luôn. Sơ ý nhầm là chết ngay. Ví dụ như này chẳng hạn nhé. Ví dụ thế này là không đặt lời này. Ví dụ AC xong lại cộng CB như này là không nhóm được đâu nhé. Vâng. Thầy giáo nói như này là không nhóm được đâu nhé. Đây là không nhóm được. Bắt buộc phải tính riêng từng cặp một xong cộng lại. Đấy, thì nó phải dặn được trước cái kịch bản này không hôm nào trắc nghiệm ta răng bẫy ra là lại mắc bẫy lại bảo thầy Tần không nói trước. Ta nói trước rồi mà vẫn lao vào. Nói trước rồi mà vẫn có người lao vào thì đừng có lại bảo úi giời ơi thầy ra để chuối. Chết giả. Tiếp tục. Nó phải cùng một bên thì chúng ta mới đặt được. Đấy. Nhưng mà thầy cũng phải dẫn luôn cái kịch bản thứ ba. Nhỡ người ta hỏi như thế thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải làm thủ công, tức là chúng ta phải làm ba bước luôn. Lấy A nhân với C, lấy C nhân với B xong cộng lại chứ không gộp được, không đặt con C ra ngoài được. Đặt con C ra ngoài 90% là sai. Không tin về đánh thử. Thì nếu như hai ma trận đấy nó không giao khoán là tính như thế là sai biết nhẹ. Rồi, 238 được giải quyết xong. À, bây giờ là 239 là thuộc về câu hỏi lý thuyết. Nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Bởi vì có thể người ta răng bẫy lý thuyết. A ở đây là ma trận AEG cỡ là 3 nhân 3. À, X ở đây thì là XY thì nó là 3 nhân 1. 3 nhân 1 tức là 3 dòng 1 cột. Thì khi đó ma trận tích biểu hiện thành tổ hợp tuyến tính của ma trận A như thế nào? Tổ hợp tuyến tính của ma trận A tức là như thế nào? Bây giờ ta xem. Ta bình tĩnh, cái này bài này dễ. Một câu này rất hay nhưng mà nó câu hỏi lý thuyết. Biểu diễn theo các ma trận cột trước là ma các cột của ma trận A như thế nào? Bây giờ thế này, thầy cứ nói chậm từ từ để rồi các em sẽ hình dung. Trong quá trình mình làm bài sẽ có lúc nào đó mình sẽ quên. Lúc nào đó mình sẽ quên. Bây giờ thầy giáo bắt đầu mình viết chậm cho các em xem nhé. À, cái con kia thì nó là A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nhân với con X ở đây thì là X1, X2, X3, đúng không nào? Đấy, thì bình thường là chúng ta nhân với nhau thì nó là cái dòng trước như là dòng sau là cột. Chúng ta sẽ ra được là A11, X1, cộng A12, X2.
cộng A13X3. Hai dòng còn lại tương tự các em tự viết. Đấy. Đấy đấy là viết chân phương là nhân với nhau, nhưng bây giờ đề bài bảo là A nhân X biểu diễn thành các tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận A, viết như nào? Vậy AX lúc này chúng ta sẽ viết các em nhìn cái bên phải. Nhìn bên phải, tổ hợp tuyến tính của các cột, thôi bây giờ phải viết. Không viết không được ạ. Chết giả. Đấy, thế này, còn đằng sau tự viết nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ sổ đúng theo cái cột này luôn. Đấy, sổ đúng theo cái cột này luôn. Như vậy nó sẽ là X1 nhân với cột 1 là A11, A21, A31. Tiếp tục. X2 nhân với A12, 22, 23. Ồ nhầm. 32. Tiếp tục. X3 nhân với A13, A23 và A33. Xong rồi em. Đấy, như vậy nhờ cái thao tác viết ở cả hai cái dòng, ba cái dòng ở trên. Thầy giáo gạch ngang gạch dọc, các em không gạch đâu nhá. Thầy giáo gạch để các em quan sát tiến trình thầy đang viết đến đâu. Chứ không được gạch vào trong bài nhé. Gạch vào trong bài nhé là thành gạch bỏ. Thầy giáo gạch để chúng ta biết là trước là dòng, sau là cột để nhân với nhau. Đấy. A22X2 và A23X3. Đây là A32X2 cộng A33X3. Đấy. Chúng ta viết nó ra như thế thì chúng ta sẽ đọc được xuống dưới là rất nhẹ nhàng, rất dễ hiểu. Cứ thẳng cột mà tương cho thầy, cột 1, cột 2, cột 3 là tuyệt vời ông mặt trời. Đấy. Nó rất chuẩn. Cái kết quả của nó là cái cuối cùng đấy. Thực ra không cần phải viết cái dòng ba cái dòng đầu, nhưng viết ra như thế để các em hiểu được bản chất khi mình nhân với nhau nó ra như thế này thì mình viết như thế này rất là ngon lành phải không? Rồi xong, bài đã được giải quyết xong, viết của nó chỉ ở mấy cái dòng dưới cùng. À bây giờ tương tự như thế thì chúng ta bắt đầu áp dụng vào bài 40. Sau khi chúng ta làm bài 39 ta hiểu rồi, chúng ta sẽ làm bài 40 chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ nó bảo là biểu diễn các vector cột của AB thành tổ hợp tuyến tính của các vector cột của A. Bây giờ cái này test ở đây. Viết đây, vector cột của A nhân B.
Nếu mà mình thì cảm thấy khó hiểu thì đầu tiên mình cứ viết tường minh ra trước, sau đó mình sẽ rút ra kinh nghiệm, từ đó mình sẽ làm tốt hơn. Lúc đầu thì bao giờ là khởi đầu nó chậm chạp, sau nó sẽ nhanh. Rồi khi mình rút ra kinh nghiệm rồi thì mình sẽ viết thành cái gì? Đơn giản, nó bảo vector cột của A, B, A nhân B là tổ hợp tuyến tính vector cột của A. Có nghĩa nôm na là cái cột của con kia đấy thì nó phải bằng vector cột của A, tức là phải bằng cái này. Cái cột thứ nhất là 6, là 360 nhân với bao nhiêu? Cột thứ hai là trừ 254 nhân bao nhiêu? Viết ra, chịu khó viết một lúc nó sẽ ra. Vector cột của A. Mỗi vector cột của A nhân B. Rồi bây giờ đầu tiên làm bình thường trước, sau đó sẽ các em sẽ đoán ra quy luật nhé, đoán ra cách viết nhé. Chúng ta cứ bình tĩnh nhé. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ mà lại nhân ra thì hơi mệt. Cái này chúng ta dùng lý thuyết thì nó nhanh hơn đấy. Oh, quên, cái này của cái cụ. Chụp xong nó không như bộ nhớ, nó lại cứ lưu cái cũ. Tức là Noma thì nó sẽ phải viết được ra thành là cái gì nhân với cột 360. Đấy. Xong là cộng với cái gì nhân với trừ 254. Xong cộng với cái gì nhân với 749. Đấy. Nó bảo là biểu diễn mỗi vector cột của A nhân B. Ví dụ đây là cột 1 chẳng hạn. Thì nó sẽ bằng cái gì? Thì nó sẽ bằng cái gì? Cột 2 tương tự cột 3, cột 4 tương tự. Đấy. Viết ra như thế nào? Cái này năm ngoái mình đánh máy xong rồi, bây giờ nó lại mất mất. Là đánh máy lại ngại lắm. Em nhìn ma trận đánh nó đâu đơn giản, đánh ma trận nó phải như thế này không? Này, sơ ý là sai như chơi này. Đấy. Thế nó mới in được ra đẹp như này. Biểu diễn mỗi cột của A nhân B là một tổ hợp tuyến tính của các cột của A. Cột 1 thì nó bằng như thế nào? Cột 2 thì nó bằng như thế nào? Nếu chúng ta cảm thấy khó hiểu thì chúng ta đành phải làm theo cái thao tác thủ công là như thế này, để sau đó chúng ta sẽ nhớ rút ra quy luật. Tức là chúng ta sẽ lấy nhân thật luôn đấy.
Nhân thật luôn. Nhân thật luôn nhé. 6 0 1 3 7 7 5. Nhân thật luôn. Nhân thật luôn. Con này mà nhân ấy. Theo cái cột thứ nhất nhé. Cột thứ nhất là thằng này nhân với thằng này. Xong là thằng thứ hai, tức là cái vị trí này thì nó bằng này nhân với nhau. 6 nhân với 3, 6 nhân với 3 cộng với a trừ 2 nhân với 0. Nhìn thấy chưa? Con 6 này thì nhân với con 3 này. Rồi. Sau tiếp con trừ 2 này nhân với con 0 này. Thầy giáo bôi cùng màu để chúng ta nhìn rõ nha. Màu đỏ xong rồi, bây giờ đến màu này. Tiếp tục. Con này nhân con này. Đúng chưa? Thì nó ra cái vị trí thầy giáo ghi bên này. Xong tiếp tục dòng 2 nhé. Dòng 2 thì sẽ là gì? Dòng 2 thì nó sẽ là cái vị trí này. Thì nó sẽ là đây. Nhân với con này. Nhân với 6. Nhân với 6. Thế là bây giờ đoán ra rồi chứ. Đoán ra chưa? Nhưng chỗ này là 6 này. Chỗ này là 0 này. Rồi. Đúng chưa? Nhân một tí đoán ra quy luật. Nhìn thấy chưa? Dùng cái trên, dùng cái bài trên mà nó chỉ trên 3 dòng, 2 dòng, 2 cột nữa. Kiểu kiểu đấy, 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 kiểu như thế. Cẩn thận không là nhầm. Thấy chưa? Cùng lắm thì mình nhân hết xong rồi mình rút được quy luật, nhưng phải bôi màu vào thì nó mới rõ. Hôm trước thầy đánh màu đẹp hết, cực đẹp rồi, nhìn mà phát hiểu ngay. Nhưng mà rất tiếc bây giờ đánh lại cái này lâu lắm, vừa viết tay nữa. Đấy, thế là như vậy là cái cột số 1 nó sẽ là 6 nhân với cái kia cộng 0 nhân cái thứ hai cộng 7 nhân cái thứ ba. Không tin nhân thử. Kết quả của nó đúng luôn, đúng luôn, chuẩn luôn. 6 nhân 3, 6 nhân 3 cộng 0 nhân trừ 2 cộng với 7 nhân 7. Chuẩn. Tiếp tục, thứ hai là 6 nhân 6 cộng với 0 nhân với 5 chuẩn, cộng với lại 7 nhân với 4 cũng chuẩn. Thằng thứ ba 6 nhân với 0 cộng với 0 nhân với 4, 6 nhân 0 cộng 4 nhân 0 không phải là 9 nhân với con số cuối cùng 9 nhân 7 chuẩn chỉ luôn. Đấy, hay quá. Đấy, tức là mình mới nhìn phải nhân thử mình mới đoán được ra, nhân thử mình đoán ra chuẩn chỉ luôn từng bước. Như vậy là nó sẽ là cái con này là viết theo đúng luôn chiều dọc, nhưng mà là mình lại viết viết ngang 607. Như vậy cái cột đầu tiên là 6 lần của cột thứ nhất, 6 lần của cái này, 6 lần của cái này cộng với 0 lần của cái này cộng với 7 lần cái này. Thế cái tiếp tục cái cột thứ hai nó sẽ là bao nhiêu ạ? Cột thứ hai sẽ là bao nhiêu nào? Cột thứ hai sẽ là trừ 2 nhân với cái thứ nhất, đúng không? Cộng với lại bao nhiêu đây? 1 nhân cái thứ hai cộng 7 nhân cái thứ ba. Và từ thế nốt cái cuối cùng. Hay quá. Cái này câu này chắc chắn là cho vào trắc nghiệm rất dễ. Mỗi tội đánh máy hơi mệt. Xong. Nha, chúng ta phải tự trình bày vào nhá, thì tao lấy mẫu một cái thôi. Mình giải thích bằng cách là mình nhân thử với nhau. Không nhân hẳn mà là nhân theo kiểu viết, thì con này nhân con này, con này nhân con này, con này nhân con này. Thì đấy là cái thành phần này. Sau đến thành phần tiếp theo đây thì là cái gì, thì lại lấy con này nhân con này. Con này nhân con này, con này. Như vậy là rút ra nó quy luật chung là thằng thứ nhất là nhân với 6, thằng thứ hai nhân với 0, thằng thứ ba nhân với 7. Thế là mình sẽ rút ra là 607. Cực chuẩn. 607. Được chưa? Rồi, như vậy là những câu còn lại được xử lý tương tự. Rồi bây giờ là bài số 41. Bài 41. Trong giờ lý thuyết chúng ta có thể là chúng ta cũng đã học rồi, nhưng mà bây giờ thầy giáo sẽ dạy cách chúng ta cái cách để chúng ta nhớ, chúng ta nhìn, chúng ta viết cho nó chuẩn. Bình thường ấy thì nó là ma trận bổ sung, nhưng bây giờ các em sẽ không biết cái ma trận bổ sung nữa. Ma trận A chính là ma trận hệ số. Ma trận hệ số. Còn ma trận B chính là ma trận hệ số tự do, còn x thì viết theo chiều dọc. Nhớ không? Đấy là ví dụ nha, bây giờ thì tao viết này.
Mình chịu khó học thì nó hiệu quả nó rất là cao, nhưng mà đừng có lệ thuộc cứ để cứ thầy chữa bài nào thì được là không được, chúng ta phải tự làm nữa đấy. Còn những còn thầy giáo ví dụ như thầy gợi ý như này thì sau đó là các em phải tự trình bày lại. Học đại học nó không giống như học phổ thông. Học phổ thông là giáo viên ấy, trình bày từ A đến Z, xong là học trò chép lại, xong rồi bắt đầu bắt chiếc trình bày. Ở đây không, thầy giáo gợi ý thôi, còn đâu từ là của chúng ta. Thế chúng ta học môn logic để làm gì? Học môn logic để trình bày cho nó chuẩn. Thầy giáo nhắc lại này, cái cách làm của nó là viết con A ở đây chính là ma trận hệ số. Ma trận hệ số là cứ thế mà đọc nó ra thôi. Nào, ví dụ dòng cái con phương trình đầu tiên ấy thì là các hệ số là 2 trừ 3 dương 5, không có tự do đâu nhé. Tiếp tục 4 trừ 1 1 1 5 4. Ma trận x của chúng ta là cái ma trận mà x viết theo chiều dọc, các ẩn viết theo chiều dọc. X1 x2 x3. Ma trận tự do của chúng ta, ma trận B là ma trận tự do, hệ số tự do là viết theo chiều dọc tiếp. Như vậy là gì đây? 7 trừ 1 không. Không tin các em kiểm tra thử xem, các em nhân thử xem có đúng là A nhân với x bằng B hay không. Xin mời thử đi, không phải xem có đúng không, lấy con A nhân con x, lấy con trước nhân con sau. Thì khá là đúng Ở mà. đấy thế thế cái này nó mới ra trắc nghiệm, nó mới sướng. Cái này ra trắc nghiệm rất là dễ đúng không nào, rất dễ thế nha. Nhưng mà nói chung là khi nó đầy đủ thì mình không mấy khi viết nhầm, em hiểu ý nhầm. Nhưng mà nó khuyết mới dễ viết nhầm. Khuyết tức là gì? Tức là nó khuyết cái một cái nào đấy, thì cái khuyết cái nào là cái hệ đó, hệ số đó là nó bằng không, được chưa? Thế là các em tự làm câu B nhé. Đấy, bài này là rất phù hợp với ra trắc nghiệm. Viết dưới dạng ma trận thì A bằng gì, X bằng gì, Y bằng gì, thậm chí nó chỉ hỏi mỗi A bằng cái gì thôi, đánh máy cho nó nhanh. X thì không hỏi, mà B thì nó quá dễ, nó chỉ hỏi mỗi con A thôi. Đúng không? X thì biết rồi đúng không? X thì ngon lành phở lúc nào cũng biết theo chiều dọc, B lúc nào cũng theo chiều dọc, thì còn mỗi con A cẩn thận nhầm. Bốn bài 41 là chuyển trắc nghiệm rất dễ. Mà làm cũng rất dễ luôn. Thì bây giờ thì cái bài 42 thì nó lại ngược lại của bài 41. Bài 42 ngược lại bài 41. Thế là cứ thế nhân tung ra. Nhân tung ra. Như là quá dễ. À, bài 42 này anh em hoàn toàn tự làm được. Chúng ta sẽ có các bài tập về nhà, ở đây là bài 43. Và bài 44. Bài 43, 44, 45 nhá. Nói chung là không, bài tập về nhà phải làm tất chứ quên mất. Đấy, một loạt bài này từ bài 43 trở đi nhá. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây, chúng ta tiếp thu bài nói chung là khá tốt, thầy rất mừng. Và thầy nhắc lại một điều chúng ta lưu ý rằng là giáo viên có chăm chỉ, có dạy hay, có đến mấy mà trò mà không chịu khó làm bài thì hiệu quả nó cũng bằng con không đấy. Cho nên là các em phải chịu khó làm bài vào. Các em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thì đó, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong buổi sau. Đó, chào các em.